Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Một gia đình ly hôn hay phải chia cách không chỉ khiến người lớn đau lòng mà còn làm những đứa trẻ phải chịu tổn thương và thiệt thòi rất nhiều về tình cảm. Đặc biệt là những đứa trẻ phải tạm biệt anh chị em của mình để về sống đôi nơi cùng cha hoặc mẹ. Ai nói trẻ con thì không biết buồn và nhớ nhung đâu, máu mủ ruột rà có sợi dây kết nối chẳng ai lý giải được. Mới đây, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ của hai anh em phải sống hai nơi vì bố mẹ ly dị. Tiếng cười nói tiêu tiết cùng những câu chuyện ngây thơ của hai đứa trẻ khi gặp nhau đã khiến tất cả phải cay mắt vì quá xúc động. Đoạn clip trên được chia sẻ kèm theo lời kể. Bố mẹ chia tay mỗi người một nơi, mỗi con một người, cứ cuối tuần mẹ lại đón anh về với em. Anh có mấy viên bi cất để cuối tuần mang cho em cũng có quà cho anh. Theo nội dung đoạn clip, người mẹ chở cậu anh trai bằng xe máy về nhà để gặp em. Xe máy mẹ vừa vào đến sân, cậu em trai từ trong nhà đã mừng rỡ chạy ra chờ đón, reo hò rộn ràng, rồi rối rít chạy vào nhà lấy đồ chơi của mình ra để khoe với anh. Cậu em trai đưa cho anh mình một viên bi rồi nói, anh ơi em có viên bi này, em cho anh một viên. Cậu anh trai cũng chuẩn bị đồ chơi và cả trà sữa mang đến, lấy ra từ xe máy túi bi để chia cho em. Cả hai anh em tiêu tít vừa nói vừa cười rồi mới đi vào nhà. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người phải nghẹn ngào trước cuộc hội ngộ và tình cảm mà hai anh em dành cho nhau, xót xa thay cho tình cảnh phải chia xa của hai cậu bé. Dẫu biết rằng gia đình của hai em đã không còn chung một mái ấm, nhưng tất cả đều hy vọng cả hai sẽ luôn yêu thương nhau, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau như vậy. Một số bình luận từ cộng đồng mạng như ba mẹ ly hôn tội nghiệp nhất vẫn là mấy đứa trẻ, mong hai con mãi yêu thương nhau như vậy để ba mẹ vui lòng. Chuyện của người lớn chẳng biết đúng sai ra sao, chỉ mong hai anh chị dù sao cũng cố gắng nuôi hai cháu thật tốt, nếu có thể thì hai cháu được ở với nhau. Thương quá, trẻ con cũng biết buồn đó chứ không phải không đâu, chúc hai bạn mãi yêu thương nhau nhé. Hiện tại, đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.